chào tất cả các bạn, hiện tại là mình đang đứng ở chợ Cần Thơ. Buổi tối là đi mua sắm và ngắm cảnh. Mình vô chợ mình mua áo bà ba để về quay phim. Ở mình thì hầu như là chỉ may áo bà ba cho bà già thôi, không có cho người trẻ như mình. Hôm nay mình chọn một số áo bà ba rồi mình mua đem về Nha Trang. Bây giờ mình sẽ đi vô chợ và quay cho các bạn xem một vài hình ảnh đặc sắc ở chợ Cần Thơ như thế nào nha. Hiện tại là mình đang đứng phía trước cổng chợ Cần Thơ rồi các bạn. Ở phía trên có một cái đồng hồ. Buổi tối thì chợ Cần Thơ thắp đèn rất là lung linh. Đây là ở phía cổng trước. Bây giờ mình sẽ đi vô chợ, mình quay cho các bạn xem nha. Ở ngoài chợ là buổi tối người ta bán rất là nhiều đồ ăn vặt, chè Thái, xiên que. Đây là nguyên một cái dãy người ta bán đồ ăn vặt. Cả hai bên đối diện luôn các bạn. Khu này người ta bán đồ lưu niệm đặc trưng của miền Tây hả? Có mấy cái hình áo dài đẹp quá. Bên này là bán áo bà ba và áo dài. Biểu tượng của miền sông nước ha, biểu tượng của Việt Nam. Này vô gặp và mua lựa áo bà ba. Mua áo bà ba. Ốc chấm mình lên nha. Bãi nóng, mặt mát. Này bông bông quá. Áo bà ba nè. Trong này áo dài. Áo dài chúng có bà ba. Chợ áo bà ba nhiều lắm, đủ bông đủ màu. Wow, hết trơn. Mày nhóc luôn. Em lựa. Rồi cái áo đỏ nó thơ. Bông một bên. Bây giờ con muốn bông hay màu? Nhưng mà cái hàng đó mua áo thôi à? Mua áo không, 250.000 một cái. Con mua bảnh 200 rồi. 200 cũng có mà nó không khéo bằng. Thì con mua 200, cô 800. Dạ. Thì bây giờ con bận đồ của cô, con nhìn đồ cái dãy nó dày, nó đẹp hơn trước vậy thôi. Dạ. Nó khéo hơn, tại cái đó hàng chợ, còn là nhà cô may. Nè con lên cái bông này cũng sang mà. Nói chung giờ con bận vô thử đi, con đưa cho bạn đi. Con bận vô đi rồi bạn nhìn mới thấy được cái đẹp của nó. Nè con nhìn giải cô nè. Còn con lấy loại 200 thì cô tính 180 hàng chợ. Con này nhà cô may. Nó màu đó. Thì con lên thử đi rồi con. Ủa, nó mỏng quá, mỏng luôn. Đó con bận thử nó cần để bỏ đặt để đây đi. Có bạn tính nhìn. Thấy nút bắt. Đúng rồi, nó vừa khuy vừa nút vậy nó mới ra dáng tay năm bộ con. Con nghĩ số 2. Đúng rồi, nè. Vậy thôi giờ con thay ra luôn, con bận đi. Chọn chứ con đời rộng nữa là không đẹp. Bây giờ con thay vô trong. Mấy người em đó nha. Vô trong con thay ra như vậy thì nó mới ôm mới đẹp được con. Không, bông vậy thì nó mới đẹp. Bây giờ con lấy một màu trơn. Vậy nó mới đẹp. Quá ok, rồi vậy được rồi, đừng có lấy rộng nè. Con nhìn nè, nè nhìn đồ của cô nè. Quá đẹp đi, đi. Rồi, con nhớ cái giò lên. Ai mà xin em có đồ như mình đi trời. Rồi con muốn cho con nhìn kỹ. Nguyên một cái giường bông luôn. Chị nó mới đẹp con, nó sai. Bông hồng luôn thấy ghê không? Cùng một size. Cùng một size. Con rộng nữa là con không có ra dáng bà ba tay năm bộ. Con phải bận như vậy thì nó mới đẹp. Đó, vừa khuy vừa nút nó mới ra dáng tay năm bộ. Mà nhà mình may nó không có cái đường mương. Rồi con ngón cái giò lên chút cho bạn chụp kìa. Quá đẹp. Thấy không? Ừ đó, rồi con quay phía sau nè. Quá đẹp luôn nè, thấy không? Quay mặt qua đây xin hay nè. Rồi quay mặt thôi đi. Bây giờ mình sẽ mặc thêm cái màu xanh này để coi thử rồi, cái này đi. Nãy giờ thử cái này là cái thứ ba rồi đó. Thử xong cái này rồi mình sẽ chọn một trong ba cái. Cái thứ ba. Không mừng ý rồi. Nó lẹ. Đẹp lắm, cái nào cũng đẹp hết trơn. Đẹp bằng cái màu hồng đây rồi.
giải nó gì, dặn đẹp cái nào đẹp, con mua hai áo mà khỏi mua quần thay đổi bận sao. Đã mua xong được một chiếc áo bà ba, giá là 200 ngàn các bạn. Trả dữ lắm luôn á, mới được luôn á. Ở đây bán giỏ lưu niệm. Ở đây giống chợ đêm ở Nha Trang của mình. Bên này bán nón nè. Mấy cái giỏ, giỏ được làm bằng dây chuối á. Không, cái này là dây lục bình. Vậy hả? Cái nhìn giống dây chuối ghê luôn. Nhưng mà sợi lục bình này nó chắc, chắc lắm à. Cái đường kính nó nhỏ thì ghê. Bên này cũng có á bà ba nè. Trời ơi, cái giá cao như vậy nè. Quan trọng là mình thích con. Quan trọng là màu nào thôi à. Đúng rồi. Cái giá 200 ngàn. Màu đỏ đẹp nè. Cái đầu nó đẹp ha. Cái dưới hả? Vậy nè, như hình như cái thác gì. Giống cái bển. Đây, cái bông này đẹp nè Liên. Màu đỏ đẹp không? Ờ, bông này đẹp. Dày lắm, đúng hợp với cháu này. Bây giờ mình sẽ đi ra bến Ninh Kiều. Từ chợ Cần Thơ đi ra bến Ninh Kiều. Không biết là xa hay gần. Đây là lần đầu tiên mình đi tới bến Ninh Kiều. Để đi theo những người bạn của mình rồi sẽ biết là xa hay gần thôi. Chợ đêm Ninh Kiều. À, bên kia là chợ đêm Ninh Kiều à? Ở đó là chợ bán đồ quần áo chứ bóp da chị ta. Giống ở Nha Trang cũng có chợ đêm. Chợ này chợ anh Trần, này chợ quần áo. À. Còn một cái chợ đêm Cần Thơ nữa. Bên kia đó hả? Không, bên Bến Thà Cần Thơ. Đá thời càng đẹp không? Đây là chợ đêm Ninh Kiều này các bạn. Chợ này chuyên bán quần áo giày dép. Còn lúc nãy cái mình đi ngang qua đó là chợ bán hàng lưu niệm, áo bà ba và một số đồ đặc trưng của miền Tây sông nước. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Ở đây có khá là nhiều người ha, đông vui quá. Buổi tối mà có mấy cái xe này chạy sướng lắm nè. Mình thì cũng có một số xe như thế này của khách sạn Habana á, Sky Bar á. Nói chung là chạy những cái tiếng đi vòng vòng. Đi mua nước đi. Cái gì kìa? Sting. Hái cho lẹ đây nha. Sting cà phê. Mai cà phê kìa. Bây giờ đang đứng tại một cái cây nước tự động mua nước uống. Đúng không? Mua nước lạnh. Thôi mua nước lạnh đi. Mua nước lọc đi. Này. Ừ. Ở ngoài Nha Trang có đầy luôn mà không dám vô mua. Đây có một cái máy bán hàng tự động nè các bạn. Mua xong rồi tiền vô mà nước không có. Có tiền giấy vô. Ủa sao nó trả ra lại vậy? Nó không lấy tiền em vậy? 20 nó không lấy. Nhắn số rồi bấm. 20 nó không lấy. 20 không lấy. Bỏ 10 ngàn nó mới lấy. Vui lòng chọn một. Bấm số cái đã, không một. Ông bấm 01 à, ba lần cho thăm đó chưa nghe tao đâu nước đâu rồi. Ra đó. Chưa ờ nó rớt nè chai nước suối. Ủa, ủa nó thối lại hả? Thối lại đẩy vô đẩy vô lại đi lấy lại không ngay quay được cái khúc nó rớt. Lấy thêm chai. Rồi. Có tiền vô. Rồi. Chờ nó rụng nè. Bắt đầu xuống sẽ rớt đây. Rồi.
Rớt đi, rớt đi. Rớt rồi. Đâu, mới đâu. Mới đâu. Lấy cái màu màu vàng thì dễ quay mẹ. Bây giờ mình đang tiến thẳng ra bến Ninh Kiều. Quay ở trước mặt rồi quay ra sau lưng vậy. Cái này nó bán cầu luôn rồi. Mình đi lại chỗ nó hát đi. Ở đây tối quá, sao Xu không quay? Kia hả? Đi trước hả? Con chạy ra trước á, nhanh đi Xu. Chỗ này tối thôi à. Trời đẹp quá ha. Cái này giống biển quá. Đó, đèn phát. Ồ.